Dương Hoàng Yến, tôi từng nản vì hát mãi không ai nhớ. Dương Hoàng Yến nói cố vượt qua cảm giác chán nản khi đi hát 15 năm vẫn chưa nổi tiếng, quyết thử sức phong cách âm nhạc mới. Ca sĩ 32 tuổi trở lại làng nhạc với MV Cân Cả Thế Giới, hút triệu view, vào top âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Dịp này, cô nói về cuộc sống và việc thay đổi tư duy làm nghề. Nhìn lại 15 năm đi hát, chị cảm nhận điều gì? Tôi hạnh phúc vì sống đúng đam mê. Với nhiều khán giả, cái tên Dương Hoàng Yến chưa phải đình đám nhưng tôi hài lòng về giá trị công việc, sản phẩm gửi đến công chúng. Lúc mới vào nghề, tôi chán nản, tự hỏi tại sao đã cố gắng nhưng mãi chưa được khán giả ghi nhận. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ tuyệt vọng hay bị tác động bởi tiêu cực xung quanh. Gần đây, tôi đồng cảm với ca sĩ Võ Hạ Trâm quanh câu chuyện sau 16 năm lao động mới đạt thành công như mong muốn qua MV Về Với Em. Tôi với chị giống nhau ở chỗ đều chọn hướng phát triển chậm mà chắc. Tôi biết ơn chính mình, khán giả bởi nhờ thử thách, tôi mới mạnh mẽ như hiện tại. Được nhiều nghệ sĩ và khán giả nhận xét có thực lực, chị nghĩ lý do vì sao bản thân chưa bật lên trong con đường ca hát. Âm nhạc của tôi trước đây nặng tính hàn lâm. Khán giả nhận xét hay trên chỗ kỹ thuật. Tôi vốn được đào tạo qua trường lớp, cộng thêm môi trường biểu diễn, khiến hình ảnh thiếu màu sắc đại chúng. Nói vậy không có nghĩa tôi chọn sai. Từ lúc bắt đầu đến nay, tôi luôn ý thức làm ca sĩ phải có nền tảng tốt mới đi được đường dài. Tôi cho rằng mọi thứ cần đúng thời điểm. Chẳng hạn, gần đây Chiếc Khăn Tiêu, ca khúc tôi hát 10 năm nhưng giờ mới được đón nhận. Mỗi người chọn cách đi đến đích khác nhau, riêng tôi luôn kiên định suy nghĩ, cứ gieo hạt rồi sẽ có trái ngọt. Tâm thế làm nghề hiện tại của chị khác trước ra sao? Tôi vẫn đi tìm cảm giác đã khi làm nghề, nghĩa là thực hiện được một dự án hòa quyện tính chuyên môn và giải trí. Hiện các sản phẩm của tôi chưa dung hòa hai yếu tố đó. Tôi không thể quay 180 độ sang ca sĩ giải trí bởi đó không phải con người thật, mà giống đang ép mình thành người khác, để chiều khán giả. Giờ tôi có cách hát thoải mái hơn, có lỗi cũng được, không cần quá tròn vành rõ chữ nhưng phải cảm xúc. Nếu tôi nhiều tham vọng, có thể cuộc sống đã khác. Tuy nhiên, tôi luôn tự nhủ, đủ là được, không tham lam, đặt tinh thần cống hiến lên đầu. Tôi nghĩ nếu sản phẩm hay ắt được khán giả công nhận. Hình ảnh chị gần đây sôi nổi, hài hước qua game show, truyền hình thực tế, vì sao có sự thay đổi. Trước đây, tôi thu mình trong vỏ bọc an toàn, ngại tiếp xúc, bàn luận chuyện người khác. Khi tham gia Sao Nhập Ngũ, tôi thân với Nam Thư, Diệu Nhi, Khánh Vân, Hậu Hoàng, Kỳ Duyên. Qua các lần nói chuyện, họ khơi dậy trong tôi sự tự tin, bớt nhạt, cuộc sống trở nên màu sắc hơn. Khi liều lĩnh thử nghiệm cái mới, được khán giả phản ứng tích cực, tôi có thêm động lực. Sắp tới, phong cách của tôi sẽ theo hướng gợi cảm, hình ảnh từ trước đến nay mọi người ít thấy, tuy nhiên sẽ ở mức vừa phải. Chị gặp khó khăn gì khi Nam Tiến lập nghiệp nửa năm qua? Nhiều năm trước, bạn bè khuyên Nam Tiến nhưng tôi phớt lờ vì mẹ đang bệnh, bản thân sợ khó thích nghi. Giữa năm 2022, khi mọi thứ ổn định, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện vào thành phố Hồ Chí Minh. Tôi phải động viên bố mẹ rằng nếu không lập nghiệp ở môi trường mới, có lẽ con sẽ không còn cơ hội, nhất là ở tuổi này. Hiện tôi đã qua giai đoạn khó khăn, tìm được quản lý, có thêm mối quan hệ. Tôi thuê nhà, thỉnh thoảng đón bố mẹ vào chơi để mọi người yên tâm. Ngày trước, mẹ tôi bươn chải nhiều nghề như bán xôi, bánh mì nên đổ bệnh. Giờ tôi khuyên họ nghỉ ngơi. Muốn đi du lịch hay mua sắm gì, tôi đều có thể lo. Hiện việc chạy show, dạy học của tôi diễn ra đều, thu nhập tương đối ổn. Sau chia tay mối tình vào năm 2017, chuyện yêu đương của chị hiện tại ra sao? Tôi độc thân, đang đi tìm cho mình nửa kia phù hợp. Tôi không đặt tiêu chuẩn bạn trai phải giàu có, đẹp trai, chỉ cần đồng điệu tính cách, tâm lý, hiểu công việc của tôi là được. Tôi không cô đơn vì bên cạnh luôn có người thân, bạn bè. Hội chị em của tôi chỉ cần ai có chuyện buồn, rủ nhau một tiếng trong nhóm chat là có thể đi cà phê, ăn uống, du lịch. Dương Hoàng Yến sinh năm 1991, quê Hà Nội. Được biết đến qua các cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008, sau đó, cô thi The Voice 2013 vào đội ca sĩ Mỹ Linh. Cô từng được các nhạc sĩ như Dương Thụ, Quốc Trung đánh giá có chất giọng soprano khỏe, kỹ thuật tốt.
nghệ sĩ từng ra mắt các ca khúc Không Phải Em Đúng Không, Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn, Xe Anh Đến Đâu Em Theo Đến Đó. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.